dùng tàu cánh ngầm để đi từ Sài Gòn ra Vũng Tàu. Đúng, tàu cánh ngầm tốc độ rất cao, rất tiện, rất lợi. Nhưng mà khi tôi ngồi trên tàu cánh ngầm đó, tôi cũng đã từng suy nghĩ đến cái vấn đề gì. Mình thì sướng thật đó, chỉ có mất khoảng cỡ, trong khoảng cỡ một tiếng đồng hồ, nếu mà chạy không nghỉ đó, là hết chỉ một tiếng đồng hồ, là từ Sài Gòn ra tới Vũng Tàu là một tiếng hoặc là một tiếng 5 phút gì đó. Còn nếu mà phải nghỉ đợi bến hay này kia đó, thì có lẽ cũng chỉ hết khoảng cỡ một tiếng 15 phút đồng hồ thôi. Thì cái đó là cái tiện lợi cho con người. Nhưng mà đó là con người không? Con người được lợi như vậy, nhưng còn lại con cá nó nằm dưới sông thì sao? Đó, tôi đã từng nghĩ khi tôi ngồi trên tàu cánh ngầm, sướng thì sướng thật, tiện lợi cho mình thì tiện lợi thật, nhưng còn những con cá ở dưới sông thì sao? Nhất là đối với những bầy cá nhỏ, chúng có sinh trưởng được một cách bình thường hay không? Hay là những bầy cá nhỏ mỗi lần tàu cánh ngầm rầm rầm có thể nói là có thể nói là gần như là gọi là lướt nước, mà hiển nhiên là cái động cơ rất là mạnh và rất là ồn ào, thì những bầy cá con ở dưới lòng sông đó thì nó sẽ phải đối phó với lại cái vấn đề nước động, rồi cái tiếng động do tàu cánh ngầm gây ra là như thế nào. Tôi chỉ muốn đặt cái câu hỏi như vậy để cho các bạn suy nghĩ thôi. Chưa nói đến không? Chưa nói đến là một khi mà tàu cánh ngầm lướt qua mặt nước như vậy, thì tất cả những con đò nhỏ buộc là phải gì? Buộc phải ngưng hoạt động để cho tàu cánh ngầm đi qua. Những con đò nhỏ, những cái ghe nhỏ đó, ghe nhỏ, thậm chí cái ghe cỡ có máy đi chăng nữa, thì cái ghe nhỏ nhỏ đó, nếu mà tàu cánh ngầm lướt qua, nếu mà họ không dạt vào bờ đó, thì chắc chắn là sẽ bị lộn cổ ngay. Đó. Thì một câu hỏi nữa là gì? Có tiện cho những người, có thể là những người dân nghèo hay không? Những người dân nghèo có thể nói là dùng đò, dùng ghe của mình để mà kiếm sống qua ngày không? Hay là thậm chí để đi bắt cá để sống qua ngày? Đó. Đó là điều là câu hỏi thứ hai tôi muốn dành cho các bạn. Có tiện cho những người, có thể nói là những người nông phu nghèo hay không? Đó. Và câu hỏi thứ ba là câu hỏi là tàu cánh ngầm mạnh như vậy, lẹ như vậy, có ảnh hưởng đến cái việc mà sạt lở bên hai bờ sông hay không? Đó là ba câu hỏi tôi muốn dành cho các bạn. Tôi nghĩ rất có thể là các bạn từ Việt Nam, và phải chăng rất có thể là các bạn là đang đi theo bầy của Cộng sản chăng? Tôi không biết, tôi không dám chắc. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói ở đây, mà tôi chỉ muốn nói với các bạn là nếu thực sự các bạn có muốn bám theo tôi, theo dõi hay gì đó, hay là thậm chí nghe cái YouTube channel của tôi như thế này, thì tôi muốn nhắn gửi với các bạn là gì? Ba câu hỏi đó đặt ra, các bạn nên suy nghĩ cho nó thật sâu. Tại sao Thái Lan với cái trình độ về khoa học kỹ thuật của họ như vậy, và với khả năng kinh tế của họ như vậy, họ không dùng tàu cánh ngầm? Đó. Và để nói sâu hơn một tí xíu nữa, thì tôi muốn nói cho các bạn biết là gì? Tất cả những cái sự mà gọi là giáo huấn của cái đám lãnh đạo Cộng sản đó, mà họ cho là đỉnh cao, họ lấy gọi là lấy cái đỉnh cao trí tuệ của họ để mà giáo dục cho các bạn, thì các bạn phải rất nên thận trọng. Tôi không muốn hoàn toàn là các bạn phải nghe theo tôi, nhưng mà tôi chỉ muốn nhắc nhở với các bạn là gì? Hãy cố gắng hết sức để mà phải nghe hai chiều, đào sâu những cái gì mà cái đám Cộng sản chóp bu nó dạy cho quý vị. Nó lấy gọi là cái gì? Gọi là cái sự văn minh,
gọi là họ gọi là gì, đỉnh cao về trí tuệ đó, họ dạy cho các bạn, thì các bạn phải cố gắng hết sức cẩn trọng khi mà nghe theo họ. Đặc biệt là tội đồ dân tộc lớn nhất của Việt Nam, đó là Hồ Chí Minh. Tôi nói trong những video trước rồi, nhưng mà ở đây tôi chỉ muốn lướt qua sơ là gì, là Hồ Chí Minh đó là thần tượng của Đảng Cộng sản Việt Nam không, và có lẽ là cũng là thần tượng của các bạn bây giờ đó. Thì tôi chỉ muốn nói lấy một ví dụ điển hình thôi. Hồ Chí Minh phải mang một trong hai tội, tức là không tránh được một trong hai tội là gì. Một là Hồ Chí Minh đã phải buộc cúi đầu nghe theo Đảng Cộng sản của Trung Quốc để mà về giết dân mình trong cái cuộc cải tổ ruộng đất từ năm 1949 đến năm 1956. Hai, cái tội thứ hai đó là liệu nếu mà quý vị muốn chạy tội là Hồ Chí Minh không phải là nghe theo Đảng Cộng sản của quốc tế để về giết dân, thì rất có thể đó là cái chủ kiến của ông ta chăng? Chủ kiến để mà giết dân mình, để mà có thể nói là đàn áp những thế lực đối lập. Thì hai cái tội, một trong hai tội này đó, thì tôi nghĩ là buộc Hồ Chí Minh, trước hay sau lịch sử của Việt Nam sẽ phán xét Hồ Chí Minh phải nhận một trong hai cái tội này đó. Thì tôi không cần thiết phải đưa những cái tài liệu khác ra để nói với quý vị, mà ngay như là tờ báo Nhân Dân đã từng đăng hình như trong năm khoảng cỡ năm 1987-86 gì đó, thì báo Nhân Dân đã từng công nhận là gì, là trong cuộc cải cách ruộng đất đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giết hại lên tới 171.000 người Việt Nam ở miền Bắc không, mà miền Bắc lúc đó tôi nói là chắc chắn là chỉ có vỏn vẹn dưới 20 triệu dân, giết hại lên tới 170.000 người. Và trong đó Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó qua báo Nhân Dân nhé, đã có công nhận là gì, 123.000 người bị giết nhầm đó. Thì đây là một cái mà để cho các bạn trẻ phải suy nghĩ đắn đo rất là kỹ khi mà các bạn nghe cái sự giáo huấn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì cũng tiện tôi muốn nói là hiển nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có thể nói là phanh ngực ra để mà tự hào là cái câu là gì? Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, không biết là vinh quang là quang vinh, hình như là họ dùng cái từ là quang vinh nhưng mà là vinh quang, quang vinh muôn năm. Thì tôi buộc phải công nhận thôi, tôi buộc phải công nhận cái điều đó chắc chắn là đúng. Đảng Cộng sản Việt Nam hiển nhiên là quang vinh, chỉ có người dân chết thôi, chứ Đảng Cộng sản Việt Nam thì quang vinh. Đặc biệt là trong thời thế hiện nay là cái cao trào là kinh tế thị trường đó, thì tôi nói là chắc chắn 100% Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ rất là giàu, nói thẳng là như vậy. Đi theo đảng quý vị chắc chắn là no cơm ấm áo là cái chuyện bình thường. Nhưng mà sao? Tôi chỉ muốn nhắc quý vị là gì? Các bạn hãy cố gắng, liệu cái vấn đề no cơm ấm áo đó có thể xóa được cho quý vị cái tội gì? Cái tội lừa dối cả một dân tộc như vậy hay không? Đó. Cho nên các bạn hãy suy nghĩ cho nó kỹ ha. Các bạn suy nghĩ cho nó kỹ là đảng quang vinh, nhưng mà dân là sao? Dân thì tụt hậu. Cách đây trong cái bài viết mà trước khi tôi tuyệt thực 10 ngày tại nhà cô Trang đó, thì tôi cũng đã viết tới cái câu là gì? Tức là Việt Cộng cũng giàu, Việt Kiều cũng giàu, chỉ có Việt Nam gọi là, có thể nói là bị bào mòn thân xác thôi. Tôi không nhớ kỹ cái từ tôi dùng, nhưng mà đại khái đó là tôi chỉ muốn nói là chỉ có Việt Nam là bị bào mòn thân xác vì
những cái đám quyền lực đó nó chia chác lẫn nhau. Cộng sản bây giờ có lẽ là đã chia chác với quốc gia, đã chia chác với lại tụi Đài Loan, rồi tụi tụi Tàu bên Trung Quốc này kia chẳng hạn, hay là thậm chí có cả Mỹ trong đó. Thì nói chung là các bầy đã chia chác với nhau khá nhiều. Còn lại là gì? Còn lại là một Việt Nam bị bào mòn, hao mòn, đặc biệt là những người nghèo. Cái hố sâu ngăn cách về giàu và nghèo ở Việt Nam bây giờ, quý vị đã biết, đặc biệt là các bạn trẻ trong Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi muốn nhấn mạnh là gì? Quý vị phải thức tỉnh để mà sao? Để mà làm một cuộc cách mạng, có thể nói là cách mạng dân chủ cho toàn dân tộc, và trong đó tiếng nói của người nghèo cũng phải được tôn trọng. Đó. Thì tôi chỉ muốn đá một cách rất là vắn tắt như vậy trong cái đoạn video này. Thì để tiếp theo đó, thì tôi muốn nói thêm là có nhiều người nói là khi mà chúng ta không ăn Tết, ăn Tết Tàu như vậy, thì thậm chí nói chung ngay cái vấn đề mai nở cũng vậy, chúng ta sẽ mất đi những cành mai hay này kia. Thì tôi chỉ muốn nói thêm như thế này, hãy nhớ là như thế này, mai á, chúng ta muốn cành mai nở khi nào thì chúng sẽ nở khi đó. Tại sao tôi muốn nhấn mạnh như vậy? Bây giờ chúng ta dùng khoa học kỹ thuật hay dùng thuốc này kia đó, muốn nó nở vào mùa đông thì nó cũng nở vào mùa đông, chứ không sao hết. Và đây tôi muốn lấy một cái ví dụ rất là hay là gì? Trong cái dịp xuân đó, khi tôi đã nói với học trò và tôi cũng đã nói với lại những người họ hàng, khi mà tôi đến ăn cơm Tết tại nhà thím hộ cũng như là nhà cô sử này kia đó, thì tôi cũng có nói về cái vấn đề là chúng ta nên bỏ cái Tết ta. Thì nói chung là không hiểu lý do gì mà sau này thì mọi người cũng đã biết và cũng đã nói với tôi là hiển nhiên chúng ta sẽ bị mất mát những cành mai nở vào dịp xuân này kia. Thì tôi đã từng nói với họ rồi, thì nói chung là mai chúng ta muốn nó nở khi nào thì cành mai sẽ nở khi đó. Và một ví dụ điển hình là gì? Là cái cây mai đằng sau nhà của ông Khương đó, đặc biệt là đúng vào cái năm đó là nó lại nở một lần nữa trong cái ngày mà dỗ tổ Hùng Vương. Rất là lạ lùng, tôi không biết là lý do gì. Và tôi nghĩ là rất có thể là có người này người kia, đặc biệt là cái thằng con rể mất dạy của ông Khương chăng, rất có thể là nó đã nghe được bầy này bầy kia để nó về nó làm cho cái cây mai đằng sau nhà nở rộ một lần nữa. Tết nở rồi không? Rồi đến lúc, đến cái dịp mà mùng 10 tháng 3 âm lịch lại nở rộ một lần nữa. Thì cho nên tôi mới nói là đó cũng là một cái điểm rất là hay, rất là hay. Tôi không biết đó là điểm thực sự hay là họ dùng khoa học kỹ thuật để làm điều đó, thì tôi không muốn nói, nhưng mà tôi chỉ biết chắc cái sự thật là gì? Là đúng, cái cây mai đằng sau nhà ông Khương có nở ngay trong dịp giỗ tổ Hùng Vương. Và tiếp theo đó, thì tôi muốn nói thêm, tại sao tôi muốn nói là Trung Quốc rồi họ cũng sẽ bỏ cái lịch ta. Đơn giản là sao? Nếu mà họ còn cố bám víu vào cái lịch ta đó, thì chẳng qua là gì? Chẳng qua là họ muốn chứng minh cho thế hệ sau của họ biết là gì, cho con cháu của họ nó muốn nói cho con cháu của họ là ồ, chúng ta hoàn toàn lạc hậu và ấu trĩ hơn là bên cái lịch Tây rất là nhiều. Chính vì vậy mà tôi nghĩ là trước hay sau Trung Quốc cũng sẽ bỏ cái lịch ta. Và ngay bây giờ nói thẳng là, nói chung là ngay trong những cái dịp mà ngay trong cái hệ thống chính quyền của họ, thì theo tôi nghĩ là
họ cũng